khám lần đầu. À, cắt luôn cái gì? Đấy thì sau 5 ngày đi cách khám. Đây khoảng tháng rưỡi đấy à? Ừ thì là cắt luôn. Đã đeo một triệu nào đâu? Mất 1 triệu. Triệu 250 ấy. Triệu 250. Thôi bây giờ bác sĩ bảo bỏ kính để phí mất cái kính rồi. Ai con gái? Nhìn đây là con gái rồi. Là không phải kính kiếp gì nữa thì là rồi. Đây mất kính đi nhá.